Thưa quý vị, chiều nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết dự và chỉ đạo hội nghị. Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác nội chính Đảng được các đơn vị địa phương triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực và họp đưa các vụ án vụ việc vào chuyện theo dõi chỉ đạo. Công tác cải cách tư pháp được chú trọng, nhiệm vụ quốc phòng quân sự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. sáu tháng đầu năm đã khởi tố 142 vụ với 372 bị can về tội phạm trật tự xã hội. Tội phạm về ma túy xảy ra 137 vụ với 237 bị can. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí với 31 vụ làm chết 26 người. Để thực hiện tốt công tác nội chính đảng 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, triển khai tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ, chỉ đạo đại danh tiến độ điều tra, xử lý hết các vụ việc tham nhũng tiêu cực, tăng cường công tác cả các tư pháp. Các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh chất điểm, không để phát sinh điểm nóng, giảm khi hướng kiện trong người phức tạp vừa cấp với việc hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021, dịp này, ban đội chính thành ủy đã được trao cờ thi đua của chính phủ.